ra của Nguyên Mạnh. Phi Sơn không khác gì Olaha ở tiếng trước đó. Phi Sơn vẫn đang là Phi Sơn. Goal! Như vậy là đã có bàn thắng dành cho Sông Lam Nghệ An. Phi Sơn phải là người có công lớn nhất trong bàn thắng vừa rồi của đội khách. Đi bóng rất quyết tâm và tưởng chừng như đó là một tình huống đơn độc rất khó có thể làm nên chuyện. Nhưng Phi Sơn đã nỗ lực vượt qua hai hậu vệ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trước khi căng ngang để cho đồng đội có thể ghi bàn dành cho đội khách Sông Lam Nghệ An. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Phi Sơn vượt qua hai cầu thủ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Người đã ghi bàn là Văn Vinh. Phi Sơn vượt qua cả Âu Văn Hoàn và Hữu Tuấn. Sút không vào. Pha xử lý rất đầm chắc Phi Sơn, một cú xử lý quen thuộc và cú đá rất căng. Đó là tình huống nguy hiểm nhất của Melo. Rất trống trải. Vẫn là Sông Lam Nghệ An, Phi Sơn. Đánh đầu, không vào. Như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ đội khách sau những tình huống áp sát và cầu môn của Thanh Bình. Tình huống này xuất phát từ đường cầu vào trong của Phi Sơn. Chuyền dài tốt. Ngọc Toàn. Bây giờ là Phi Sơn. Phi Sơn đã chuyển sang thi đấu cánh trái. Một đường phối hợp tốt giữa Phi Sơn và Ola Hạ. Dứt điểm! Đã có bàn gỡ hòa cho Sông Lam Nghệ An. Và lại là một tình huống có dấu ấn rất lớn của Phi Sơn. Bàn thắng thứ tư của Ola Hạ ở mùa giải năm nay. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Một đường chuyền bằng chân trái của Phi Sơn và Ola Hà với sự dướn rất tốt của mình đã vượt qua được sự truy cản của tiền vệ Ngọc Tân. Cầu thủ đã ghi bàn mở tỷ số. Đó là pha xử lý và đi bóng của Phi Sơn. Rất nguy hiểm. Đối mặt. Không vào. Lần này cú dứt điểm tiếp theo đã thành công. Tỷ số được mở từ rất sớm ngay phút thứ 2 của trận đấu. Chúng ta cùng xem lại. Công đầu trong bàn thắng mở tỷ số của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An phải là của Phi Sơn. Một cú tỉa bóng đi vào đúng cột dọc. Rất nguy hiểm. Cơ hội! Khung thành đã bỏ trống và tỷ số được nâng lên 2-0 cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Đó là một cách chơi hợp lý, hiệu quả. Ít ra là cho đến thời điểm này của trận đấu mà đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng áp dụng. Sau những pha lên bóng tấn công bế tắc thì thêm một lần nữa cầu thủ Quảng Nam phải vào lưới nhặt bóng. Cơ hội dành cho Sông Lam Nghệ An, Phi Sơn. Vẫn là Phi Sơn, đường chuyền vào. Tỷ số là 1-0. Cố gắng của Phi Sơn đã giúp cho Sông Lam Nghệ An có được bàn thắng mở tỷ số của trận đấu. Một tình huống mà Phi Sơn đã rất nỗ lực để đi bóng và tung ra đường chuyền vào dành cho đồng đội. Pha bóng đó của Phi Sơn đã giúp cho Sông Lam Nghệ An có được bàn thắng mở tỷ số của trận đấu. Như vậy là cùng vào thời điểm hiện tại thì đã có bất ngờ xảy ra trên sân Pleiku khi mà Hoàng Gia Lai đang dẫn trước FLC Thanh Hóa với tỷ số 2-0. Cơ hội! Tỷ số là 1-0 cho cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Đó là bàn thắng của cầu thủ vào sân thay người Lê Thế Cường. Đúng là Thế Cường đưa sân và đã tạo ra được sự đột biến. Những tính toán của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã phát huy hiệu quả của mình. Những công đầu trong pha bóng vừa rồi cần phải kể tới pha xử lý bên hành lang cánh trái của Phi Sơn. Nhưng chúng ta cần phải xem lại pha đi bóng đầy nỗ lực của Phi Sơn. Phi Sơn đã cướp bóng trong chân của người đồng hương Âu Văn Hoàn trước khi đi qua cả Đình Luật. Và đường truyền vào trong sau đó đã được Thế Cường. Mặc dù vậy, những pha xử lý xoay sở của Phi Sơn
chặn bóng vào bên trong. Lưới của Hoàng Gia Lai đã rung lên của Olaha ở mùa giải năm nay. Vẫn là pha chuyền bóng cho Fison. Vẫn là những tình huống đi bóng rất lăn léo của Fison. Tạt bóng, đánh nhau. Thêm một pha dứt điểm nữa của Olaha. Được chuyền dài lên phía trên cho Fison. Khá nguy hiểm, Fison. Goal! Goal! Một sai lầm của cầu thủ Hoàng Gia Lai đã bị trả giá. Bóng có lẽ đã chạm vào người của A Hoàng. Và khi mà thủ môn Văn Tiến đã dâng cao, đó là một tình huống quá đơn giản cho một cầu thủ có kỹ thuật như Phi Sơn. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Một tình huống tưởng chừng như không nguy hiểm khi chỉ có một mình Phi Sơn ở phía trên và có tới 3 cầu thủ của Hoàng Gia Lai vây quanh anh. Nhưng bóng đã chạm vào người của A Hoàng trong tình huống anh di chuyển không quan sát. Thủ môn Văn Tiến cũng đã vội vàng dâng cao và để lại khoảng trống quá lớn để cho Phi Sơn. Đường chuyền của Phi Sơn dành cho Ola. Khá hay, Phi Sơn, cơ hội. Một cầu cho Slavian. Một pha vượt hoàn hảo của đội chủ nhà Slavian được kết thúc bằng cú dứt điểm chính xác của Phi Sơn. Đó là một pha tấn công thẳng vào trung lộ và bất ngờ đã tới. Bàn thắng mở tỷ số đã đến rất sớm với đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. Cùng xem lại tình huống ghi bàn của Phi Sơn. Một tình huống mà số 10 của Slavian đã sốc thẳng vào trung lộ, không có nhiều sự truy cản tới từ cao vệ của Sơn FC. Trước đó thì lại là pha xử lý quen thuộc của Phi Sơn. Pha chọc khe Olaha. Không được. Lần này không phải là một tình huống dứt điểm mà là một đường chuyền cho Olaha. Hậu vệ quốc lòng của đội khách. Trận đấu đã trở lại. Và đây là cơ hội dành cho Sơn FC. Phi Sơn. Olaha. Và Seven đúng một bàn. Phi Sơn rất nguy hiểm. Hết sức nguy hiểm. Không vào. Khoảng 5 phút mà đội khách tạo ra. Quá nguy hiểm. Hết sức nguy hiểm. Không vào. Chúng ta cùng xem lại tình huống nguy hiểm vừa rồi của các cầu thủ khách. Và họ đang cố gắng tìm bàn thắng thứ hai. Quá nguy hiểm. Phi Sơn đã lập công. Tỷ số bây giờ đã được nâng lên 2-1 cho đội khách Sông Lam Nghệ An. Hai ngôi sao sáng trong đền của Sông Lam Nghệ An, Quế Ngọc Hải và Phi Sơn đã lập công. Không được. Trần Đình Hoàng. Bóng đến chân Phi Sơn. Chuyền bóng vào. Rất nguy hiểm, không vào. Phi Sơn. Bóng lại đến chân Phi Sơn. Sút. Nguy hiểm. Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã mở được tỷ số. Bàn thắng của cầu thủ tiền đạo Odat từ pha đá bóng của Phi Sơn
bóng bật ra và Odat đã kịp thời đẹp bóng vào lưới. Phi Sơn, vẫn là Phi Sơn, sút rất nguy hiểm vào. Như vậy là Phi Sơn đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Như vậy là ngay sau khi ghi bàn san bằng tỷ số, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An một lần nữa lại vượt lên dẫn trước. Bàn thắng do công của Phi Sơn ghi được ở phút thứ 11 của hiệp đấu thứ hai. Phi Sơn cú đá rất mạnh. Phi Sơn là người thường xuyên tập luyện những pha đá phạt theo kiểu Cristiano Ronaldo. Sania và tung móc của Franklin. Marshall, cơ hội, cú đá rất mạnh. Tỷ số được mở cho Sông Lam Nghệ An. Đây là Marshall đã có được. Marshall đã có số bàn thắng bằng với Gasmelo và Anthony Steven của Hải Phòng. Khắc Ngọc dứt điểm, không vào. Cơ hội dành cho Trần Phi Sơn. Phi Sơn vẫn còn Babasalia. Dứt điểm đi, không được. Pha phối hợp tốt giữa ba cầu thủ Babasalia, Odat và người thực hiện cú sút cuối cùng là Phi Sơn. Chắc chắn trước khung thành của Phí Minh Long, và khi mà có thể vượt qua được Gonzalo thì Phí Minh Long lại chơi xuất sắc. Dứt điểm vào rồi, rất bất ngờ. Khi mà những cú sút trước đó của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An không thể vượt qua được Phí Minh Long thì trong tình huống vừa rồi Phi Sơn đã làm được điều đó. Tất cả các cổ động viên của trên sân vận động Vinh đã đều đứng bật dậy để cổ vũ và ăn mừng bàn thắng của Phi Sơn. Cú sút rất quyết đoán ở sát vòng 16m50 và lần này thì Phí Minh Long đã hoàn toàn bó tay từ một quả đá phạt góc. Không có một ai kèm Phi Sơn ở trong tình huống này.